Bà Marito yêu cầu Mạnh Quỳnh giữ nguyên giọng lúc hát tặng Phi Nhung, đừng thay đổi nghe không hay. Mới đây, trong buổi phát trực tiếp để giới thiệu về chương trình Thúy Nga Paris by Night số 137, có sự xuất hiện của Mạnh Quỳnh. Khi chia sẻ về tiết mục mà mình sẽ thể hiện trong số đặc biệt lần này, nam ca sĩ cho biết đây là một tác phẩm cực kỳ hay. Ngay sau khi nhận được lời bài hát, anh đã thu âm và gửi cho bà chủ trung tâm duyệt. Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh bất ngờ thừa nhận bản thu âm của anh đã không được bà Marito chấp nhận và yêu cầu phải hát lại vì một lý do như sau. Anh Mạnh Quỳnh thu âm xong xuôi hết chưa anh? Anh Mạnh Quỳnh thu đúng, rồi, à. Thu lần đầu rồi, rồi sau đó kể tiếp đi. Mạnh Quỳnh là lúc đó là chị Thủy gửi bài của Quỳnh á, đơn ca của Quỳnh á, là lúc đó Quỳnh đang Việt Nam. Yeah. Thì lúc mà vừa về tới Việt Nam, Việt Nam vừa bay về tới đây là ngày hôm sau mình vô phục thu ngay. Tự nhiên mình Quỳnh thích cái bài này quá, chị chọn cái bài này rất là hay. Hay và lắm. Và mình nghĩ là khán thính giả sẽ rất là thích và sẽ là một trong những tác phẩm mà một tác phẩm hay mà ít được phổ biến. Hay, ít phổ biến nhưng mà sẽ rất là hay. Mạnh Quỳnh hát lại thì rất là cảm xúc. Nhưng mà hát quá cảm xúc thế nào thì sau khi thu xong thì mình gửi cái vocal, cái giọng của Mạnh Quỳnh xuống dưới để cho chị Thủy đưa qua bên mic. Thì chị Thủy nghe lại nói là Mạnh Quỳnh ơi, em ca không có được, chị thấy em ca không có tốt, cái giọng em không có không đẹp. Không phải không tốt, thì chị nói là đẹp. Chị em ca cái giọng của Mạnh Quỳnh sao nó không giống, nhưng mà cái giọng của Mạnh Quỳnh chị thường nghe trong cái bài vừa rồi mà em chị rất là thích cái bài mà em sáng tác cho Phi Nhung đó, vừa rồi trong cuốn Tiếng Vương Hội, cái bài đó đó. Trời ơi, chị thích cái bài đó lắm luôn. Chị rất thích cái giọng em nó ấm ấm như vậy đó. Đó, thành ra sau đó thì sao? Sau đó chị Thủy nói em ơi em nghỉ ngơi vài bữa đi rồi em vô phục thu, em thu lại cho chị. Tại vì giọng cái một cái bài như thế này mà em hát giọng em không có tốt vậy thì nó uổng. Cho nên em mới quyết định em nói là thôi ok để em thu lại. Và hai bữa trước em đã thu, em gửi vocal, thấy chị Thủy improve rồi, em nghĩ chắc ok rồi. Phải không chị? Cho nên kính thưa quý vị, có phải thu lại không? Không, hay lắm. Tâm sự về những niềm vui nỗi buồn, những động lực cũng như khó khăn mà trung tâm Thúy Nga đang gặp phải, bà Marito cũng bất ngờ bật khóc, xúc động khi nhắc tới ân tình của Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Hôm nay Thủy nói thẳng luôn, đối với Mạnh Quỳnh đó là một người nghệ sĩ, ca sĩ rất là nặng tình nghĩa đối với trung tâm Thúy Nga. Thật sự bây giờ Mạnh Quỳnh cho Thúy Nga nhiều hơn những gì mà Thúy Nga đã cho Mạnh Quỳnh trong quá khứ. Hiện giờ là Mạnh Quỳnh cho Thúy Nga. Trong quá khứ thì lúc đó trung tâm Thúy Nga còn rất là hưng thịnh, bán CD như thế này thế kia. Thì đối với trung tâm Thúy Nga, Phi Nhung Mạnh Quỳnh là một, mình phải nói là hai con gà đẻ trứng vàng. Lúc đó em nhớ không, những CD trân cổ bán rất là chạy. Và những cái chương trình mà về quê em á, em nhớ mình thu ngoại cảnh không? Tụi em về đúng Việt rồi. Nam quay rất là cực nhọc, rất là tốn kém, chi phí cao lắm nha em. Mà trung tâm Thúy Nga đối với chị vẫn thực hiện. Tại vì Nhung nó rất là thích, nó thích làm những cái chương trình đó. Rồi Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, rồi Hải Âu Phi Sứ, không bao giờ có vấn đề về vấn đề budget tiền bạc như thế nào đối với trung tâm Thúy Nga. Quỳnh nhớ không Quỳnh? Hồi đó đó mình làm những cái chương trình đó là cứ làm không sao, chị Thủy chi hết không thành vấn đề. Thời đó còn bán được mà, bán DVD, bán CD được mà. Đâu có bây giờ quý vị thấy là đã bao lâu nay trung tâm Thúy Nga đã sản xuất CD chưa? Chưa. Câu trả lời nằm đó đó. Ngay cả bây giờ khi mà phát hành như là cuốn 135 vừa rồi, khi mà phát hành DVD và Blu-ray cũng phải suy nghĩ, cũng rất đắn đo rất là nhiều. Phát hành xong rồi vẫn lỗ. Cái tiền mà mình đi làm CD đó, mình mướn công ty ngoại quốc Mỹ nó làm CD cho mình, làm ra Blu-ray cho mình đó, không lấy lại vốn. Thưa quý vị, trung tâm Thúy Nga phát hành để cho những khách mà collector, sưu tầm những sản phẩm của trung tâm Thúy Nga, chương trình Paris by Night vẫn còn giữ được cái collection của họ. Chứ thật ra trung tâm Thúy Nga không có phải nói là lỗ nữa, nhưng mà thôi, làm nghệ thuật là phải chịu, thời buổi này làm nghệ thuật thì phải chịu thôi. Nếu muốn dấn thân vào nghệ thuật thì chúng ta phải kiên cường và phải nhiều kiên khi cường. Cũng phải là nuốt nước mắt ngược vào trong đó chị. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà không sao. Thủy và Thủy cứ nói rằng là mình là một người bình thường, mà tự nhiên bây giờ đi đâu gặp ai cũng là thích cô Thủy lắm, thương cô Thủy lắm, thương trung tâm Thúy Nga lắm. Thật ra đó là những câu nói làm cho Thủy rất là mát lòng, và Thủy cứ nghĩ đó là ngoài kia còn rất là nhiều những khán giả thương yêu mình, thì mình phải cố gắng và mình phải tiếp tục, và mình ơn trên sẽ đãi,
đãi cho mình thôi. Thì mình cứ suy nghĩ tích cực và mình sẽ vượt qua hết mọi khó khăn. Cho nên là quý vị ơi, gọi cho Trung tâm Thúy Nga liền, ngay và luôn. Gọi luôn, hôm nay là ăn Thanksgiving với gia đình, thì sáng mai gọi liền. Lễ tạ ơn, thành ra là sáng mai thì quý vị gọi liền đi quý vị. Số điện thoại là 714-894-5811, 714-894-5811. Bởi vì quý vị tưởng tượng đi là một ngày, nếu mà một ngày nào đó không còn Trung tâm Thúy Nga nữa, thì anh chị em nghệ sĩ tụi em sẽ đi đâu, về đâu? Không sao, tụi em tự làm channel YouTube, tự lên Facebook livestream rồi tự làm hết, đâu cần trung tâm đâu. Nhưng mà quý vị thấy là để có một cái tác phẩm mà trên một cái sân khấu vĩ đại đến như vậy, thì hiện nay khẳng định luôn thì không, thực sự ở hải ngoại không có trung tâm nào ngoài Trung tâm Thúy Nga còn có thể thực hiện được quý vị. Cho nên là rất mong quý vị ủng hộ cho chương trình nha quý vị. Nhưng mà em nói cái đó thì chị cũng phải xin nói cái điều này, mình nói đi cũng phải nói lại, thật sự đó, Trung tâm Thúy Nga rất rất may mắn có những nghệ sĩ, ca sĩ lúc nào cũng đồng hành với Trung tâm Thúy Nga vô điều kiện. Thưa quý vị, Mạnh Quỳnh đây là một trong những người mà chị Thủy, bây giờ chị Thủy cứ nói là chị Thủy ô Mạnh Quỳnh so much. Ngoài ra còn những ca sĩ khác nữa, thưa quý vị, Trung tâm Thúy Nga bất cứ lúc nào Thu Hình cần bất cứ gì là dẹp tất cả mọi việc qua một bên để về với Trung tâm Thúy Nga. Thì đó, Trung tâm Thúy Nga cũng còn cái món nợ ân tình này đối với các anh chị em nghệ sĩ. Thật sự chị Thủy rất là muốn, nếu mà công mà mọi việc nó suôn sẻ, chị Thủy, Trung tâm Thúy Nga được có đủ kinh phí tu hình, thì Trung tâm Thúy Nga vẫn tiếp tục. Tại vì đại gia đình Thúy Nga, mặc dù bây giờ chú Ngạn không còn nữa, nhưng mà đại gia đình Thúy Nga, chị Thủy vẫn muốn duy trì đại gia đình Thúy Nga hoài hoài và mãi mãi. Rồi những người tác giả thương Trung tâm Thúy Nga, thương đúng, anh chị nhiều lắm. Những nhạc sĩ trẻ bây giờ, những tác giả trẻ bây giờ cũng rất là làm việc với Trung tâm Thúy Nga rất là chặt chẽ. Những nhạc sĩ hòa âm, tất cả mọi người đều thấy cái giá trị văn hóa mà những chương trình đã đem đến. Thì chị không biết chị nói là sao. Hôm nay là ngày lễ Thanksgiving, chị biết nói cảm ơn và tạ ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Trung tâm Thúy Nga, tất cả anh chị em nghệ sĩ, tất cả những nhạc sĩ, tất cả chuyên viên kỹ thuật, những người làm hậu trường, tất cả chị biết nói lời tạ ơn từ đáy lòng của Thủy, đại diện cho Trung tâm Thúy Nga đến tất cả. Và quan trọng nhất, cảm ơn quý khán thính giả đã nuôi dưỡng Trung tâm Thúy Nga để Trung tâm Thúy Nga có đến được ngày hôm nay, thổi nến chương trình Paris by Night kỷ niệm 40.